Hoặc chấp các pháp từ duyên sanh ra khác bản tánh không, hoặc chấp vô minh khác bản tánh không, hoặc chấp hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não khác bản tánh không, hoặc chấp bố thí, ba la, mật đa khác bản tánh không, hoặc chấp tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa khác bản tánh không, hoặc chấp pháp không nội khác bản tánh không, hoặc chấp pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khác bản tánh không, hoặc chấp bốn niệm trụ khác bản tánh không, hoặc chấp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo khác bản tánh không, hoặc chấp thánh đế khổ khác bản tánh không, hoặc chấp thánh đế tập diệt đạo khác bản tánh không, hoặc chấp bốn tịnh lự khác bản tánh không, hoặc chấp bốn vô lượng, bốn định vô sắc khác bản tánh không, hoặc chấp tám giải thoát khác bản tánh không, hoặc chấp tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn Đà La Ni khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn Tam Ma Địa khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn giải thoát không khác bản tánh không, hoặc chấp pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác bản tánh không, hoặc chấp bậc cực hỷ khác bản tánh không, hoặc chấp bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân khác bản tánh không, hoặc chấp năm loại mắt khác bản tánh không, hoặc chấp sáu phép thần thông khác bản tánh không, hoặc chấp mười lực Phật khác bản tánh không, hoặc chấp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng khác bản tánh không, hoặc chấp 32 tướng đại sĩ khác bản tánh không, hoặc chấp 80 vẻ đẹp phụ thuộc khác bản tánh không, hoặc chấp pháp không quên mất khác bản tánh không, hoặc chấp tánh luôn luôn xả khác bản tánh không, hoặc chấp trí nhất thiết khác bản tánh không, hoặc chấp trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khác bản tánh không, hoặc chấp quả dự lưu khác bản tánh không, hoặc chấp quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác khác bản tánh không, hoặc chấp tất cả hạnh đại Bồ-Tát khác bản tánh không, hoặc chấp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật khác bản tánh không.